Sáng nay, quận Liên Chiểu khen thưởng đột xuất cán bộ chiến sĩ công an quận Liên Chiểu vì đã có thành tích xuất sắc trong việc chủ động xác lập và phá án hai chuyên án 321L và 321T trên địa bàn. Lãnh đạo quận tặng giấy khen và tiền thưởng cho hai tập thể và 4 cá nhân khám phá thành công chuyên án 321L, bắt 4 đối tượng có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 3,1 kg ma túy đá, 820 viên thuốc lắc các loại và 120 triệu đồng. Khen thưởng hai tập thể và 4 cá nhân trong chuyên án 321T, bắt hai đối tượng trộm cắp và tiêu thụ 7 xe máy trên địa bàn quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Lãnh đạo quận ghi nhận và đánh giá cao thành tích mà cán bộ và chiến sĩ công an quận đạt được, đồng thời yêu cầu công an quận và các phường tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.